Xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục series hướng dẫn về cách thức khai thác sử dụng hệ thống AMS. Thì đối với bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách thức tạo một cái khóa học như thế nào và cũng như thực hiện một số cái tính năng phân lớp ở trên cái hệ thống AMS. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức up những học liệu số lên hệ thống AMS như thế nào và chúng ta hãy bắt đầu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục vào đăng nhập vào hệ thống AMS của nhà trường và chúng ta sẽ chọn cái môn mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta bấm vào dung sai của chúng ta thấy rằng là môn đây là môn dung sai của chúng ta kiểm tra là các nội dung nhé. Chẳng hạn như ở đây là chúng ta có chương trình đào tạo, thấy chưa? Rồi chắc là ok ha, tất cả nội dung chúng ta đã thực hiện xong. Rồi các thông báo chẳng hạn đối với lớp T23 thì như thế nào, T22 thế nào. Rồi để up học liệu số lên hệ thống AMS thì chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp nhúng vào cái hệ thống. Mọi người lưu ý rằng là chúng ta sẽ không up trực tiếp file lên hệ thống AMS tại vì các cái dữ liệu của học liệu số nó rất là nhiều, rất là lớn. Thì hầu như để duy trì cái dung lượng đó trên hệ thống AMS của nhà trường thì nó sẽ rất là tốn kém. Chính vì một cái giải pháp mà mình đưa ra đó, chúng ta sẽ sử dụng khai thác cái hệ thống Google Edu để chúng ta up các cái dữ liệu học liệu số lên cái hệ thống Google của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ nhúng ở đây. Rồi để thực hiện điều đó thì chúng ta quay lại cái thư mục dung sai chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có hai học liệu số mà chúng ta có thể up lên được. Đó, đầu tiên nó là một cái PowerPoint và thứ hai nó là một cái file doc. Kể cả file Excel thì sau này chúng ta cũng thực hiện cái phương pháp tương tự, mọi người lưu ý giúp mình. Rồi bây giờ để up một cái file doc, chúng ta mở file lên. Đây là nội dung là kiểm tra vị trí và cũng như hình dạng của nó. Mọi người thấy không ạ? Thì file này thì thường là chúng ta sẽ có sẵn trong cái nội dung của cái tài liệu của chúng ta. Rồi để thực hiện cái nội dung này thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Rồi chúng ta quay lại khóa dung sai trước. Thì kiểm tra hình dạng chúng ta sẽ bấm vào cái chương 3. Nội dung này là thuộc chương 3. Chúng ta bật chế độ chỉnh sửa lên. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ thêm, thì để nhúng, mọi người lưu ý nha, để nhúng một cái dữ liệu vào thì chúng ta sẽ sử dụng là trang. Chúng ta bấm trang. Rồi chúng ta sẽ đặt tên cho cái nội dung này. Ở đây chúng ta có chương 3 thì chúng ta sẽ đặt tên là kiểm tra hình dạng. Chúng ta copy vào cái nội dung này luôn, chúng ta paste vào đây, được chưa? Rồi chỗ trang nội dung này thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như thế sau và mình sẽ làm chậm để cho các bạn có thể theo dõi được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quay lại cái trang kiểm tra này, chúng ta chọn đẹp, chúng ta chọn chia sẻ, chúng ta chọn công bố lên web. Mọi người theo không ạ? Nha, chúng ta sẽ chọn đẹp, chia sẻ và công bố lên web. Chúng ta công bố lên web. Rồi công bố lên web có nghĩa là chúng ta sẽ cho xuất hiện cái tài liệu của chúng ta trên web. Chúng ta bấm vào nhúng, chúng ta chọn xuất bản. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được một cái đoạn code nha, chúng ta sẽ thấy được một cái đoạn code như thế này. Đó, nhiệm vụ chúng ta là gì? Copy toàn bộ đoạn code này, Ctrl C là xong. Rồi chúng ta quay lại cái trang nội dung chúng ta, để copy cái đoạn code đó vào thì chúng ta sẽ bật chế độ HTML lên thì nó sẽ nằm ngay trang vị trí này, mọi người thấy không ạ? Chúng ta bật lên. Đó, mọi người thấy rằng nó chuyển qua chế độ code. Thực ra nó không có khó gì cả, mọi người cứ xóa hết toàn bộ nội dung này. Sau đó chúng ta paste vào thì như vậy. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái file đã nhúng. Rồi quay lại, mọi người thấy không ạ? Cái tài liệu của chúng ta đã nằm trên đây. Tuy nhiên á, là chúng ta thấy rằng là cái tài liệu chúng ta mặc dù đã nằm trên đây rồi, nhưng mà cái ô của nó không đẹp. Thì chính vì chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái bước sau. Đó, chúng ta quay lại cái HTML, được chưa? Rồi chúng ta sẽ thêm một đoạn code sau. Rồi chúng ta cứ đặt con chỏ ngay chân cái phía cuối cùng này nha. Chúng ta đánh vào cái chữ quit. QUITH bằng dấu ngoặc kép như thế này. Chúng ta đánh vào số 100% giúp mình. Rồi đó là chiều rộng của cái trang của chúng ta sẽ là full 100%. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh vào chữ 2. Thì
Rồi, chúng ta cũng tương tự, chúng ta đặt vào dấu này và chúng ta cứ để vào cái số là 500. Ví dụ vậy, 500 như vậy, mình sẽ giải thích số 500 như sao. Và chúng ta quay lại cái trang thanh nhãn của chúng ta thấy nè. À, chúng ta đã có cái thông tin thế này. 100%, à, chữ wish mình đã nhập sai chữ này. Đây, gì mới đúng, chúng ta quay lại. Thì nó đã full màn hình. Đó, mọi người thấy không, nó đã full màn hình. Rồi, bây giờ chúng ta bấm vào lưu cho xem thử nha. Đây, mọi người thấy là tài liệu của chúng ta đã được cập nhật qua đây, qua cửa sổ này. Hai có nghĩa là cái chiều cao này, nó là cái chiều cao này. Nếu mà mọi người muốn cho nó cao hơn, dài hơn thì chúng ta sẽ chỉnh lại bằng cách vào cài đặt. Rồi, chúng ta cũng bật chế độ HTML lên. Chúng ta ví dụ chẳng hạn như chúng ta muốn ở đây là chiều cao nó là 1000 nha. Thì chúng ta sẽ bấm vào lưu cho xem. Thì mọi người thấy rằng là cái trang của chúng ta nó sẽ dài hơn đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì chúng ta chỉ cần để 500 để cho cái nó vừa khớp cái màn hình thôi. Đó lý do tại sao mà chúng ta lại để cái nội dung là 500. Rồi, ok nha. Rồi bấm lưu vào cho xem. Thì như vậy là chúng ta đã nhúng được một cái trang bên ngoài đó vào bên này. Thì ưu điểm của nội dung này, nó còn một cái ưu điểm rất là hay mà mọi người cần biết, đó là mỗi lần mà mình chúng ta chỉnh sửa, tắt lại nha, mỗi lần chúng ta chỉnh sửa bên đây, ví dụ chẳng hạn mình đưa cái này nội dung như giữa cho đậm lên và không cho nó chữ màu này nữa mà cho chữ màu cam, mỗi lần chúng ta chỉnh sửa bên đây thì bên đây nó cũng sẽ cập nhật nha, bên đây nó cũng sẽ cập nhật. Rồi, như thấy là chúng ta bên đây nó sẽ cập nhật cho chúng ta các cái thông tin luôn. Đó, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo trên cái nhúng một cái bao bôi vào. Ở đây chúng ta có một cái bao bôi đúng không ạ? Rồi, chúng ta click vào. Thì xin lưu ý mọi người là mọi người có thể hoàn toàn tạo các cái file bao bôi trên Google Slide để cho cách thực hiện chúng ta một cách dễ dàng. Và chúng ta cũng sẽ thực hiện các bước tương tự. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái sơ bộ 4 nội dung size, nó sẽ nằm ở chương 2 là nội dung size. Chúng ta bật chế độ chỉnh sửa lên. Chúng ta chọn thêm nha. Chúng ta sẽ chọn trang. Rồi, chúng ta sẽ có sơ đồ phân bố nội dung size. Chúng ta copy toàn bộ cái tên này vào. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tương tự vậy, chúng ta sẽ xuất bản cái bao bôi này. Chúng ta bấm vào, chúng ta bấm chia sẻ, chúng ta bấm công bố lên web. Rồi, chúng ta bấm vào nhúng. Chúng ta bấm sức khỏe nha. Xuất bản, xin lỗi. Rồi, sau khi xuất bản thì chúng ta sẽ bấm Ctrl C. Chúng ta copy nguyên cái đoạn đó vào HTML của này. Đó, bấm vào. Ở đây thì nó đã có cái chiều cao và chiều rộng sẵn rồi. Thì thường thì chúng ta sẽ chỉnh thành chiều rộng này cho nó tương ứng thành 100% giúp. Tại sao là 100%? Tại vì tùy vào khổ màn hình của chúng ta thì nó sẽ đưa ra cái chiều rộng tương ứng. Và lưu ý nha. Rồi, chúng ta cứ chuyển width này thành 100%. Rồi sau đó chúng ta xem lại cái PowerPoint của chúng ta. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta thấy nó hơi cao. Chúng ta chỉnh thằng này lại 500 thôi. Rồi, chiều cao và chiều rộng nha. Mọi người lưu ý chỉ chỉnh hai thông số đó thôi. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ bấm lưu cho xem. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái bài giảng trên đây. Và khi học sinh học, người học học á, người ta click vào đây. Thấy không? Tất cả các hiệu ứng trên PowerPoint của chúng ta cũng sẽ được chuyển qua đây. Đó, mọi người thấy rất là dễ dàng trong quá trình chúng ta thực hiện. Đó, hoặc là chúng ta bấm lùi lại thế này, hoặc là chúng ta click trực tiếp lên. Thì như vậy là chúng ta đã có thể là nhúng một hai cái học liệu số từ ở trong cái thư mục dung size của chúng ta qua bên đây để cho người học có thể xem được. Và cái học liệu số thứ ba, đó là một cái clip, view clip, thì chúng ta sẽ không up lên cái thư mục dung size của chúng ta, mà chúng ta sẽ up nó lên cái YouTube nha. Chúng ta sẽ có cái đường link YouTube như thế này. Mọi người thấy không ạ? Thì để up lên cái YouTube này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức up sau, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức mà chúng ta sẽ nhúng cái YouTube này vào bên trong cái LMS của chúng ta. Thì cách thức thực hiện rất là đơn giản. Chúng ta sẽ bấm vào chia sẻ.
chúng ta cũng tương tự, chúng ta bấm vào nhúng, rồi chúng ta Ctrl C nó, đúng không ạ? Sao chép toàn bộ nội dung này, chúng ta vào bên đây, ở cái sơ đồ phân bố miền Trung sai thì chúng ta cũng sẽ nằm ở trong cái chương 2, chúng ta sẽ tạo thêm một cái nội dung mới. Sơ đồ phân bố miền Trung sai chúng ta cũng chọn trang nha, và chúng ta cũng sẽ nhúng clip nó vào tương tự tất cả kia. Và lưu ý ở đây nó đã tạo sẵn cho chúng ta con width 2, và chúng ta cứ để 100%. Chiều cao thì chúng ta cứ để là 500, như vậy là đẹp. Rồi chúng ta quay lại chúng ta xem coi. Rồi nội dung YouTube chúng ta đã lên đây rồi, và ở đây chúng ta là sơ đồ bài giảng. Sai. Rồi chúng ta bấm cho xem. Đó, thì như vậy thì người học đã có thể xem được các cái nội dung bài giảng của chúng ta. Mà thấy không ạ? Và đây là nội dung bài giảng của chúng ta ở trên cái kênh YouTube của mình. Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách thức mà chúng ta xây dựng một cái học liệu số như thế nào, học số như thế nào. Và nội dung thứ ba mà bài học hôm nay muốn nói đến, đó là cách thức mà chúng ta sẽ hướng dẫn cái bài tập câu hỏi thảo luận cho người học, câu hỏi thảo luận cho người học. Thì cách thức sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ vào chỗ thêm, chúng ta sẽ chọn là bài tập. Bài tập đây, chúng ta chọn bài tập nha, bài tập. Và chúng ta sẽ bấm vào nội dung bài tập mà chúng ta muốn cho người học thực hiện. Ví dụ chẳng hạn như thực hiện bài sao. Bài tập sơ đồ phân bố miền Trung sai. Sai. Dạ. Rồi chúng ta cũng tương tự, chúng ta sẽ miêu tả bằng cách là cho cái đề ngay trang cái vị trí miêu tả này. Rồi chúng ta sẽ copy cái nội dung của cái bài tập mình vào đây. Rồi sẽ như thế này, được chưa? Rồi sau đó chúng ta có các yêu cầu gì thêm thì chúng ta yêu cầu. Chúng ta sẽ bấm vào cho phép nộp bài từ ngày mấy tháng mấy, được chưa ạ? Chúng ta sẽ bấm vào hạn chót nộp bài. Thì sau cái hạn chót đó thì người học sẽ không thể nào nộp được nữa. Chúng ta lưu ý nha. Rồi loại bài nộp là chúng ta chọn văn bản trực tuyến nha, chọn văn bản trực tuyến. Rồi chúng ta bấm vào lưu cho xem, lưu cho xem. Thì như vậy thì chúng ta đã giao cho người học một bài tập như thế này, và thời gian còn lại là thời gian mà chúng ta đặt ha, bắt đầu là lúc nào, kết thúc khi nào. Đó, thì chúng ta sẽ chẳng hạn ở đây chúng ta còn có là 6 ngày nữa ha, 6 ngày 12 giờ nữa. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái quá trình mà thực hiện bài tập của người học nha. Trên đây là các cái nội dung căn bản để khi chúng ta up các học liệu số và cũng như là giao bài tập cho người học. Hẹn mọi người ở nội dung tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu thêm các cái tính năng khác trên cái hệ thống LMS. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở lần sau.